Dạ lời ông ba đó, bây giờ tôi nhắc ở trong cái thiên can của ông Trạng đi, thiên can của ông Trạng à, cái thiên can đó nãy giờ nói bên địa chi không à, bây giờ ở đây đó Đức Thầy cũng nói qua những cái đạn này, thầy nói mèo lui rồng tới ba giờ dẫn, thế giới chiến tranh nổ khắp bùng mùng một năm nay rõ thiệt tình. Vậy mèo lui ở đây là hết cái năm mèo, là năm 2023 là năm mèo, mèo lui là hết, rồng tới là bước qua thình, rồng tới ba giờ dẫn. Ông nói thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, ở thế giới này chiến tranh nổ khắp bùng mùng một năm nay rõ thiệt tình, ý cũng vô vào cái năm thình. Hẹn mô vẫn chưa Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây đó, thì Quốc Thành cũng hỏi qua về cái dịch bệnh vừa qua nó cũng bùng phát, nhưng mà tới đây nó cũng tạm êm êm lợi, nhưng mà sắp tới nó có bùng phát lại được nữa hay không, thì ở qua những cái nhân viên đó tôi nhận xét đó, thì Đức Thầy nói cũng như trong Tứ Thánh, ông nói bệnh đau khi giáng khi tăng. Bệnh đau tất nhiên là bệnh hoạn này đó, khi giáng là khi nó yên lợi, mà khi tăng là khi nó bùng lên. Đó là Tứ Thánh nó nói, qua những cái lời của Tứ Thánh nói như vậy. Thì ở đây tôi nghĩ rằng Đức Thầy nói á, thì Thầy nói bệnh ôn dịch thường hay ói mửa, mà Dương Trần chẳng kiểu kiên về. Bệnh ôn dịch là sắp tới đây, cái bệnh nó xảy ra đây, ví dụ còn tới nữa chứ không phải tới đây mình dừng lại. Thường hay ói mửa mà Dương Trần chẳng kiểu kiên về. Mà Đức Thầy nói qua năm dê đến lúc mùa hè, mà qua năm dê tôi nghĩ đây cái năm dê là năm 27, mà qua năm dê là năm Thân là 28. Đến lúc mùa hè thầy nói, thầy mới nói trong bá tánh biết ai hữu trí, trong bá tánh biết ai là người hữu thủ là có, người có trí đó. Thầy mới nói luôn, thầy chịu sắc lệnh này đó, ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, thầy chịu cái nhận cái sắc lệnh ở Tây Phương. Dình Nghiệt Long là cứu Dương Trần, mà Dình Nghiệt Long đây đó, chữ Nghiệt là Long là con xấu thần, là muốn nói năm trèo đó, Dình Nghiệt Long là cứu Dương Trần, là Đức Thầy chịu cái sắc lệnh ở Tây Phương thọ ký để dình con, giữ con xấu năm trèo này. Đó là qua những lời kinh sấm của Đức Thầy cũng tiên tri như vậy. Vậy ông Bảy ơi, ông Bảy cho con hỏi một câu nữa, đó là con thấy trên mạng những chú bác có nói về siêu khí độc. Vậy thì siêu khí độc này có phải là những cái hạt nhân mà của bên Nga với những cái nước Triều Tiên người kia đánh không ông Bảy? Đúng rồi, thì siêu khí độc cũng như tôi nhắc lại hồi xưa, mà hồi đệ nhị thế chiến năm 45 đó, đồng minh là Liên Hiệp Quốc, đồng minh là Mỹ, nó dội hai trái bom liên tử ở đảo Palawan, mà Nhật đầu hàng vô điều kiện rút về, thì ở đó chết không biết bao nhiêu, mà nói ở đảo Kanawha nó chết người tới bữa nay, năm nay mà vẫn còn cái vũ khí hạt nhân nó còn viết đó. Thì bây giờ nó cũng là nó cũng lưu lại ở trên đó, nhưng mà hồi đó nó hai trái này đó, bây giờ một trái này nó bằng là coi như 20 trái hồi đó, là một trái một cái sức mạnh của nó đó. Cho nên mà khi mà chiến tranh nó bùng nổ thì tất cả thế giới này, tất cả các nước đều có liên tử hạt nhân, nhiều nước lắm, mà một nước nó có hàng ngàn liên tử hạt nhân nữa. Thành thử khi mà nó khai quả nó bùng nổ, nước này bắn nước kia, nước kia bắn nước nọ, thì cái hạt nhân này nó nổ lên, cái khí độc này nó bay cả tàn quả địa cầu này chết chôn không kịp. Mà hồi xưa cái năm 45 có hai trái như vậy đó, mà Đức Thầy có nhắc lại đó, thầy đi xuống nông ở miền Bắc đó, lớp nạn đói ăn da dài da dép, rồi lớp ở bệnh hồi năm 45 nghe ông bà mình kể lại là nó chết bệnh chết chôn không kịp đó, ví dụ nó lộn ràng chết mà quấn mỏ la làng luôn hồi năm 45, mà ý có hai trái nó rất nhỏ hẹp thôi, bây giờ một trái bây giờ bằng 20 trái hồi trước rồi. Nó nặng như vậy, mà nó nhiều trái, mà trên thế giới nhiều nước nữa, nhiều nước đã có điện tử hạt nhân đó. Thành thử ra khi mà nó khởi sự, mà nó khởi chiến đó, nước này mà tới chừng cuối cùng nó bắn lên điện tử hạt nhân, thì để như nó hủy diệt cả quả địa cầu này luôn, sắp toàn hết trơn cả quả địa cầu này, chứ không có nói riêng nước nào hết. Thì cái bệnh này, bệnh dịch này nó sẽ trở lại, nó bùng phát lên, là nó bay khí hậu này nó bay tới đâu là nó chết tới đó, dãy đầy đó. Như vậy thì người ta chôn không kịp thì gấp bằng mấy lần rồi. Cho nên cái giờ này, cái giờ cuối cùng mà tiêu diệt, mà thầy đã biết trước, thầy nói nay tận diệt, chữ tận là cùng, diệt là tiêu diệt ở thế gian, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, thầy mới dùng phép màu mới lập lại thiên quân, diệt thiên cơ cùng tỏa chân cho chúng đời đại để biết.
là con cũng cảm ơn Bảy đã trao đổi chia sẻ cho bà con những đôi điều. Thì xin mời ông Bảy hãy ngồi lại để bà con mình cùng nhau, hai cháu mình cùng nhau chia sẻ một đôi điều với ông Bảy. Dạ, xin mời ông Bảy vào đây. Hỏi bây giờ mình muốn nghe nói một hai câu gì cũng được rồi. Để mất tâm. Rồi đó, bỏ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến. Hôm nay qua một cái nhân viên hậu ngộ, tôi cũng nhắc nhở lại lời chân lý của giáo pháp Đức Phật với Thầy, để mình nắm bắt được qua với những cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy để tiến hóa trên con đường tu hành mà Đức Thầy đã thúc giục chúng ta qua nhiều nơi dự đổ. Thầy nói đợi cùng tu gấp mới kịp Thầy, chẳng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, nói cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nói thật trên. Hoặc giả là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm đi khùng. Thầy nói tu kiếp kiếp là tu ma mau, nếu không tu ma mau là kẻ trễ, chừng đối đầu là trùng đựng vô cảnh rồi là khó kiếm điên khùng, là khó kiếm được Đức Phật, Đức Thầy. Hoặc giả Thầy còn nói qua những lời khác là đời nay mỏng tợ màng the, chuyên trong lê thứ chẳng thường một câu. Đời nay là đời này, Thầy nó mỏng như mà thưa rồi, mà khuyên trong lê thứ, chứ khuyên là dạy, dạy trong lê thứ, dạy dạy mình ấy, chẳng có thừa một câu, là nói không có dư một câu nào hết. Vậy đó thì tôi cũng xin nhắc lại trước nhất đó, trong 11 hồi của ông sư giải đó, như vậy ông ấy có nhắc về đó, ở trên đó là ông nói xem đi xét lại mấy lần, xem đi rồi xét lại rồi mấy lần rồi. Nhưng mà ông nói đó, từ tí chí mẹo không bình không an. Từ tí là tôi nghĩ đây là cái năm 2020, năm tí, chí là chót, mẹo là năm mẹo, là năm quý mẹo, năm 2023, từ tí chí mẹo không bình không an. Vậy cái đoạn này là từ từ nó diễn biến dai 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 tới hoài cũng không bình mà cũng không an là. Nhưng mà ông nói tới đó, từ mẹo đến ngọ đo đoan, từ mẹo là 23, đến ngọ là 26. Đo đoan là cái công chuyện nó quá nhiều, nó xảy ra công chuyện đó, đo đoan là. Nhưng mà ông nói mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Vậy là mùi đây tôi nghĩ là 27, thân là 28, năm mùi 27, năm thân 28 mới an cửa nhà. Nhưng mà ông nói quý dậu có Phật ta bà, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Vậy quý dậu đây, nếu cái quý dậu của tính theo thiên can địa chi của tháng thì quý dậu là tháng 8 của năm 29 là tháng quý dậu, mà năm là năm kỷ dậu, mà tháng là tháng quý dậu. Nhưng mà ông nói quý dậu có Phật ta bà là có Phật xuống tại thế rồi, dạng dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Hoặc giả là đoạn khác, quý dậu chư Phật ta bà là nhiều ông Phật, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Vậy là đó là qua những lời ông sư giải phán khoai, ông cũng nói là trong 11 hồi đó. Vậy đó, như vậy ông nói tới là cái đoạn khác nữa là ông nói, nghĩa là Tứ Thánh nói đó, khó nổi biết tới năm thìn. Khó nổi mình biết tới năm thìn là như thế nào đó. Năm thìn nó xảy ra như cái gì và như thế nào. Mưu cao như gã cống quỳnh ngày xưa đó, mưu sâu như gã cống quỳnh ngày xưa, trời chuyển thì ắt phải mưa, lượt dày bắt chí mà lượt trưa chảy đầu. Vậy là ông nói cái năm thìn ở đây là tôi nghĩ cái năm 24 là cái năm giáp thìn. Thì như vậy đó, ở bên ông ba ông cũng nói trùng với cái chỗ này. Ông nói á, nương theo rồng rắn lần lần. Nói được, nương theo rồng rắn lần lần. Lần lần là nó đi dài tới, từ năm rồng là năm thìn mà rắn là tỵ năm 25, lần lần là đi dài tới nữa. Nhưng mà tới cọp châu linh tánh quá thần thăng thiên. Cọp là cái năm, nếu cọp á là cái tháng
Chạp và Dần là tháng Giêng, Cợp Trâu là tháng Giêng. Cợp Trâu linh tánh quá thần thăng thiên, mắt xem đường tiếng thánh tiên, đâu đâu đều thấy chiêu yên quỳnh cờ, đâu đâu đều thấy chiêu yên quỳnh cờ. Chiêu yên là chiêu an, quỳnh cờ là cây cờ vàng. Đó, đó là qua những lời của ông ba trong thừa nhà ông nhắc lại. Bây giờ tôi nhắc lại thêm đức thầy nói á, cũng ăn vô đây. Thầy nói long rỉ xà đầu khổ chiến tranh. Long là rồng, là năm thìn, năm 24 là cũng năm rồng. Rỉ là đuôi, xà là rắn, cái đuôi con rắn. À, cái xà là đầu, đầu con rắn. À, long rỉ xà đầu khổ chiến tranh. Ông nói can qua xứ xứ khổ đạo binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng trận, thân dậu niên lai chiến thế bình. Đó là đức thầy cũng nói qua những cái lời của tính theo trong cái dòng cũng đưa vô vào ở năm thìn này. Nhưng mà ở đây tôi cũng xin nhắc thêm qua lời ông ba ông cũng tiên tri. Rồi non nước vẫn ninh ninh là đi dài tới. Rồi đoạn khác ổng cũng nói trong bài thi, ổng nói mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn. Mẹo đã hết, cũng mèo năm mèo đã hết nữa. Rồng bay là bước qua trình nữa. Khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáo sào, rã rời phụ tử máu đàm nhuộm trương. Thương quá sức bắt cuồng trăm não, quyết cứu đời dùng đạo khổ thông. Đó là qua những cái lời của ông Trạng, ông ôi la của đức thầy nói về cái địa chi mà ổng cũng nói mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn, rồi cũng vô vào năm thình. Thình ở đây á, là năm Giáp Thìn. Như vậy đó, bên ở trong ông Trạng ông cũng nói về Thiên Can. Thiên Can ông nói đó, canh tân trực nứt mùi hèm. Ở đây á, canh ở đây là canh Tý năm 2020 và tân là tân Sửu năm 2021. Đó, canh tân trực nứt mùi hèm. Nhưng mà ông nói nhâm quý đang lãng ngoài đem bên rào. Nhâm là nhâm thân, quý là quý dậu. Ủa, nhâm là nhâm dần, quý là quý mẹo. Nhâm quý đang lãng ngoài đem binh vào. Nhưng mà ông cũng chỉ ngay là giáp thời thấy rõ binh đao. Mà ở đây giáp á, chứ cái chữ giáp đây á, Thiên Can giáp cũng ngay chân cái giáp thình. Giáp thời thấy rõ binh đao, ất niên chiến quả xâm vào tràn lan. Ất niên là ất năm, mà năm ất tỵ năm 2025. Tất nhiên ý ông nói á, thình tỵ. Mà bây giờ ông ba ông nói đó, thêm nữa đó, ông ba ông dần chỗ này giờ giữa năm thình năm tỵ này nhiều lắm. Mà cũng là tháng 3, tháng 4. Tháng 3 là tháng thìn, tháng 4 là tháng tỵ. Ông ba ông dần ông nói thìn tỵ sức long chiếu cố, giận thời tráo thố quán miêu, chẳng lẽ sử tiêu mà tiêu mới lạ. Bàn điềm ấy cận kỳ nhật dạ, e nhân sanh thọ bả bất an, điềm bàn thật tiêu tan, người triệt gian lâm nạn. Điềm ứng hữu lưỡng hình loạn trị. Cái điềm này có ứng cái điềm lưỡng hình là hai hình, mà hai hình nào loạn trị đây? Ông nói quả điềm này thìn tỵ loạn tâm. Ông cương quyết là vừa thìn tỵ. Mà thìn ở đây không không ngoài ra là nãy giờ đó, thìn là cái năm 2024 mà tỵ năm 2025. Như quả điểm này thìn tỵ lặng thâm, diêm chúa khởi binh năm, diêm chúa là ở dưới lên, hoàng thiên dâm trình tỵ, hoàng thiên là trên trời, dâm là nhân xuống. Mà dân xuống tại đâu? Tại thế gian mình, ông nói thế xây dần mới loạn trị một ngôi, thương đời chắc lữ thương ngôi, giận lành người nở phụ trâu sao đành, tỵ thìn, thìn tỵ tranh thành, hai ngôi với một người lành tốt tươi. Như vậy là qua những cái lời á, của tất cả kinh sấm đồ cũng ghim vô đây là một. Như vậy á, trong sấm triền á, tôi cũng nhắc thêm á, trong sấm triền á, tôi cũng nhắc xem bước qua thân nọ coi chừng nhạc ngư. Bây giờ bước qua thân á, mà thân là 28 nha, năm thân là năm 28, mà bước qua thân là 29. Đó, giữa năm thân và năm bước qua thân nọ coi chừng ngạc ngư. Mà chữ ngạc ở đây là xấu, chữ ngư là cá. Tất nhiên là nói cá xấu là muốn nói chỉ ngay là ông năm chèo xuất hiện. Đó, bước qua thân nọ coi chừng ngạc ngư, để qua năm dậu chỉ đời. Thấy không? Qua năm dậu là năm kỷ dậu là năm 29, mà năm thân là năm 28, mà qua năm dậu chỉ đời. Thời trời đã định nay rài thiên cơ, đừng cho lậu tiếng của thầy. Đó là qua cái câu bên sấm triền cũng vậy. Bây giờ ông nhắc thêm đó, tháng tư năm ngọ mà coi, mùng năm mùng sáu hào quang chiếu rài, trên non chiếu xuống đông rời, hào quang của Phật chiếu rài xa mau. Tất nhiên ông ý ông nói tháng tư năm ngọ là mà coi đó, hào mùng năm mùng sáu hào quang chiếu rài.
mà ông nói cái năm Ngọ mùng 5 mùng 6 là hào quang chiếu rài trên non chiếu xuống đồng dày đó. Đó là Sấm Truyền cũng nói như vậy, cũng vô tới năm Ngọ nữa. Bây giờ năm Ngọ đó như vậy đó, ở đây bây giờ Sấm Truyền của Phật Thầy, trong cái quyển 3 Sấm Truyền của Phật Thầy đó, ông nói quý mùi bá tánh gian nan, dương gian phải chịu vô hồi đắng cay, tháng 3 chết sống chẳng hay, tháng 10 nhâm ngủ mà ít cười khóc hung, chạy đâu cho khỏi ước mùng, lên đền bá tánh khôn cùng thở than, thương người tiếng ruột bầm gan, thay nằm như củi làng thang chặt chồng. Tháng 3 bá tánh khóc rồng bị trần, nó giết máu hồng tuôn rơi, tháng 5 tháng 6 rụng rời, tháng 7 tháng 8 sửa đời bá gia. Lớp binh khí, lớp binh ma, lớp nào ban trái, lớp nào binh dương, mùa màng thất bát thảm thương, ngó lên bảy núi Tư Lương trong lòng, có khi lửa cháy phập phồng, cháy lên núi Cấm cháy dòng đôi ôm, tháng 10 giật đánh có chợm, chúng sanh phải ráng lo phương tu hành, năm dê tan rã đã đành, tan điện thương hải khó đành, lòng dân nói xa rồi lại nói gần, hết lời kêu réo cho trần giết theo, làm cho cháu chết cũng nghèo, ráng theo một đạo hiểm nghèo cũng vui. Mấy người chẳng có tin tôi, sau đây mới biết việc đời ô hô, bây giờ còn mạnh như hổ, lớn con mạnh quá ai xô, núng nào con sủ nó lớn biết bao, có khi nó nhả một giây tiêu tàn, con dê khổ thấy rõ ràng. Cũng nói qua năm con dê là năm 27 là năm dê nghe. À, con dê khổ thấy rõ ràng, bần tăng chỉ có phân tràn thế gian, không văn học võ cho tràn, lặng sao tới thế giúp làng độ dân. Nếu không nghe thửa lời thầy, ngày sau rụng cánh rơi đầu đứt chân, năm dê đặt đánh tưng bừng, tợp trồng nghe cùng dưỡng hú kỹ la. Hồng hoàng cao cát bay ra, mãng xà chim nhạn bay ra khỏi trời, gớm ghê dòm thấy hổ ô, thay đầm máu chảy mà tràn đồng ghê thai. Bây giờ nãy ông nói năm dê là năm 27, bây giờ tới qua năm Thân, cuối Thân nhiều việc rất gai, cuối Thân là bước qua Thân, hội về bảy núi cát bay mặt trời. Cũng như đó cuối năm Thân thì qua bước qua năm Dậu, và cuối năm Thân bước qua đầu năm Dậu. Cuối Thân nhiều việc rất gai, hậu về bảy núi các ba mặt trời, tất nhiên Phật Thánh Tiên hậu về bảy núi rồi. Hết trong hết tưởng việc đời, chỗ này ông nói vua ra cai trị mà dân thời tiêu diêu. Vua ra đời cai trị luôn vào cái năm Thân nữa. Chết thôi chết rất là nhiều, hậu nhau lục đỉnh cũng tiêu một giờ. Gươm nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không cha, từ rằm cho tới tháng 3. Ông nói từ rằm cho tới tháng 3 của năm Thân á. Người không có ngớt khóc la trong nhà. Bây giờ ông nói hết Thân rồi đến niên gà, hết trong thờ phượng ông bà mất công, mười phần hết bảy rõ ràng. Tới đây là bước qua gà rồi ra mười phần là hết, chết đến bảy rõ ràng, còn đi lựa lại sảy sàng đất không. Thầy tu giữ dạ liệu dùng, thầy tu nhất trí buộc ràng tâm linh. Đó là qua những cái lời của, nói là tất cả kinh sấm được chuyển ghim vô đây. Bây giờ theo tôi nhận xét, tôi thấy á, ở đây không phải chỉ có một đợt sấm nổ mà thôi, mà ba đợt sấm nổ lần. Đầu tiên ông ba nói đó, Phật độ thảo thượng hiệp hòa, độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, Phật độ cho bắt con trâu, tam thinh xuất hiện mà đâu đâu với mình. Tam thinh là ba tiếng xuất hiện mà nổ lên đâu đâu với mình. Khi nổ rồi ông ba nói đầu tiên á, hào quang chiếu sáng nam bang. Hào quang á là trên đỉnh đầu cái cột cờ, khi nổ rồi á, đền vàng lộ vẻ, trước sân đền có cái cột cờ cao gọi là 36.000 cây số bị đứng, 36.000 mét là 36 cây số. Vậy đó, trên đầu cái cột cờ có cái viên ngọc trên trước, trên cái phổ lư mới gọi sáng rực cả đất nước Việt Nam chân. Nhưng mà ông ba mới mô tả đó, ông nói hào quang chiếu sáng nam bang. Hào quang là cái phổ lư, cái viên ngọc đó, nó trước phổ lư ở trên chốt gót 36.000 mét ở trên bề đứng bên cao trên đó. Hào quang chiếu sáng nam bang, nhưng mà ông nói chừng nào đây, đuổi trâu mới có thấy. Đuổi trâu là hết con trâu, là hết tháng sủ, tháng chạp, tháng 12 là hết con trâu, là bước qua dần là tháng giêng đó. Đuổi trâu mới ngó thấy, tan quan sớm làng. Rồi ông nói thêm nữa, ông dầm thêm là đuổi trâu gặp cợp rần rần, mà đuổi trâu là hết, trâu gặp cợp là bước qua tháng giêng dần dần. Mười phần thác bảy tám phần người ơi, Tứ Thánh mới mô tả thêm nó, thế gian chớ khá cởi trâu, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình, thế gian là mình đây, chớ khá cởi trâu là đừng có bỏ qua con trâu này nghe, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Nhưng mà ông ba nói thêm là từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Trừ Phụ á, lệnh cho xe loan là xe vua trở bánh là trở lại, khiến loạn ly bá tánh đảo quyền, khiến thời buổi này loạn ly rồi, bá tánh là mình đây, đảo quyền là không còn yên ổn nữa. Nhưng mà ông nói trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, mà con trâu mà thả lan á, nó ra ngoài chuồng là bước qua tháng giêng, nó không còn nằm trong con trâu nữa, nhiều kẻ trách phiền nữa. Nhưng mà ông nói ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý, chỗ này ông nói nho, chữ ngưu là trâu, chữ phùng là gặp với nhau, chữ hổ là cọp, con trâu gặp cọp mới đáo miền lao lý là gặp cái khổ sở, nó gặp cái chỗ đó. Cho nên ông ba ông cũng nói hai chỗ đó. Ông nói
đó là lập lời câu kết, ăn Tết coi chơi là ông cam đan đó nghe. Ông cam đan là lập lời câu kết là ông cam đan đó, ăn Tết coi chơi. Mà ăn Tết chỗ này đó là đầu tiên nó xảy ra là sấm nổ, tôi nghĩ rằng á có thể là thình bước quả trị này đó nghe. Đó là cất tiếng đầu tiên đó. Nhưng mà ở đây đó bây giờ đó khi mà nổ rồi đó, cái đợt thứ nhất rồi đó thì thầy có mô tả, thầy nói sấm vang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới mới khắp tràn đến khi sấm nổ đền đại lộ vẻ, thập bất quốc người tám nước chư hầu mới kéo qua giành xé, mà nước thầy đó, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thầy phơi. Hoặc giả thầy nói thập bất quốc là 18 nước, thập bất quốc lãnh hội đầu sơn, thăng thiên tụng khổ nhờ Phật trời, chừng nào núi tắm quá lầu thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân hơi, tu hành ắt được sảnh thơi, lại xem được ngọc được trời báo thai. Như vậy là qua những cái ba tiếng nổ đầu tiên đó là đền đài lộ vẻ, từ chỗ đó các nước mới xâm chiếm qua giành đền vàng địa ngọc đó, để giành đền vàng châu báu ngọc ngà đó để xâm chiếm. Vì vậy mà giặc các nước mới tham chiến mới chết chóc với nhau. Nhưng mà Tứ Thánh cũng mô tả đó, khi sấm nổ rồi đó, ông nói qua liền năm nước chật đàn, qua liền cái gì qua liền, bị gì sấm nổ rồi nó qua liền năm nước đầu tiên trước, nghe không? Qua liền năm nước chật đàn, mà qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, qua cái lộ văn giáo là cái lộ từ nhà bàn chạy vào núi cấm, là cái lộ văn giáo đó, cái chợ văn giáo ở đằng giữa đó. Đó, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông mới tới đổ nhật đổ nguyệt đổ phong. Đổ nhật là mặt trời, đổ nguyệt là mặt trăng, đổ phong là đổ gió, đổ năm đổ tháng đổ trong ngày giờ, đổ cha lại đổ nhờ thờ, đổ cùn đổ bãi đổ cờ năm ban, trời xây quá bốn phan, nước tràn vào cõi khó an thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Đó là qua những lời Tứ Thánh nói cũng vậy. Nhưng mà ông ba ông nói á, cũng cái lời văn nó khác đi ngược lại, nhưng mà cũng vô một ý nữa, ông nói qua lộ văn giáo giáo văn thay phơi ngọn cỏ vô căn thật trời. Ông ba bên này nói vậy, bên này Tứ Thánh nói vậy, hai cái câu này cũng một ý nghĩa, một nó không khác. Như vậy đó, như vậy tới đợt thứ nhì nổ đó có một tiếng à, theo tôi nghĩ, tôi thấy cái nhận xét của tôi đó, nổ tới ba đợt, nhưng cái đợt thứ nhì nổ đó, ông ba nói trong mừng đèn đỏ tỏ xà lông, xà đây là rắn, lông là rồng, có nghĩa là rắn á, cái năm á, Ất Tỵ là năm 25 là năm rắn, mà năm Giáp Thìn là năm rồng, mà tháng 3 tháng Thìn là tháng rồng, tháng Tỵ tháng 4 là tháng rắn, nghe đó. Như vậy đó, ông nói á, ông nói xà bì sử biến tiếng âm thanh, chỗ này xà là rắn, bì là da, ý muốn nói vô mới vô đầu năm rắn, xà bì loạn biến một tiếng âm thanh là một tiếng nổ cất lên đầu năm Tỵ đó. Như vậy đó, hoặc giả cũng là tháng 3 của năm Tỵ không chừng, ví dụ như ở đây mà đầu năm Tỵ đó. Như vậy là ông ba ông cũng nói như vậy. Rồi ông nói thêm một đoạn khác nữa cũng y gian vô chỗ này, nhưng mà cái đoạn văn nó khác, nhưng mà hàm xúc cũng ý nghĩa cũng là một. Ông nói á, nghĩa là rắn lộn đầu chuyển động âm thần, rắn là Tỵ, tháng tư là tháng rắn, lộn đầu trở lại là đầu tháng tư, chuyển động âm thần, nhật nguyệt biến mất, nổ chỗ này nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, biến mất phong thần khởi ra, chỗ này là ông nói tới phong thần. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt tình ma bắt mà con ma chẳng còn, lỡ nhà ngói lỡ quán Sài Gòn, lỡ chồng lỡ vợ con còn quá lâu, lỡ ông xã cũng lỡ ông câu, lỡ trang trí huệ lỡ đâu lỡ hoài, lỡ vết hẹp cũng lỡ sông dài, lỡ qua cây dứt tiền tài chi mục, tới đây lỡ làng hết. Như vậy đó cái đoạn khác nữa đó, ông ba ông nói đó, Giáp Thìn điềm ứng rồi thôi. Ở đây á, Giáp Thìn là cũng ngay cái năm 24 là năm Giáp Thìn, và năm 25 về Giáp Tỵ. Nhưng mà ở chỗ này ông nói thiên can địa chi luôn, ông đóng cung đó. Ông nói Giáp Thìn điềm ứng rồi thôi, đinh mùi phản thủy có ngôi thủy hoàng. Đinh mùi ở đây á là năm 27 nghe, đinh mùi phản thủy là nước phản, thủy là nước, nước phản mà có ngôi thủy hoàng. Ông nói Giáp dần gửi quả xa đàn, đinh mẹo hội thí diễn tràn nam ban, ứng trình quản lượng nói khang qua, tới dần mẹo thì an nước nhà đó. Biết sao hiệp ý trẻ già, nói trước thì lại chê tà có đâu, đố ai biết được con trâu, con rồng thì thiệt mà phải đâu con rồng, con rồng thì thiệt mà không phải con rồng, là ý muốn nói con rắn.
bị năm á, Giáp Thìn là năm Thìn là năm năm rồng, mà con rồng thì thiệt không phải con rồng là con rắn, là ý muốn nói phải bước qua tỷ như vậy đó. Ất Sửu nước dễ ngập đồng, nội tận một ra tháng đất dòng khô khan ứng tịnh à, biết rằng xuân thật dị đang ôn hoàng đại lạng khó an dân trời. À, đó là qua những cái câu của ông ba, ông cũng mô tả như vậy. Thì bây giờ tới cái giờ mà cuối cùng đó. À, như vậy là Đức Thầy còn nói thêm. Thật Thầy Tây An, ông tỏ thiên cơ đó. Cuộc đời càng gắt lại càng gai. Cuộc đời này càng gắt lại càng gai. Mà các ông nói ngặt nổi thiên cơ chẳng dám bài. Ông nói chẳng dám bài nhưng mà ông bài. Rắn núp dưới hang coi ngựa chạy. Mà rắn đây muốn nói là tỷ. Cái năm 2025 đó là năm Ất Tỵ đó. Coi ngựa chạy là ngựa là ngọ. Năm 26. Rồi ông nói khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay. Khỉ là năm 28. Ngó gà bay là 29. Đông Tây trộn rộn trời che sát. Ông nói Đông Tây á, miền Đông miền Tây này trộn rộn á, trời che sát chứ không có tàu bè nào hạm đậu nào chở nữa hết. Rồi Nam Bắc ê hề đất chở thay. Ở miền Nam miền Bắc á, bốn phía đó. Đông Tây rồi Nam Bắc là bốn phía hết trơn. Nam Bắc ê hề đất chở thay đây đó, đất chở thay chứ không có nói hạm đậu tàu bè nào chở nữa hết. Bây giờ nó chết quá nhiều và dễ đầy rồi. Ông nói nhân vật 10 phần 278. Ở thế gian này nó đông đảo như thế này mà nhân là người vật là các con vật mà 10 phần như vậy hao hết 7-8. Có chỗ nào ai mà hạm đậu tàu bè nào mà chở hết không? Nhân vật 10 phần hao 7-8, thần tiên thấy vậy cũng trâu mày. Đó là qua cái bài Phật Thầy Thổ Thiên Cơ cũng nói vậy. Nhưng mà ở trong 11 hồi à, đó như vậy đó. Ông nói chừng nào núi cấm quá lâu. Thời là bá tánh đâu đâu thái bình, thương thai trần hạ vô tình, sấm trời sao lại thình lình nổ ra, chừng ấy mới thấy quỷ ma, ai lành ai dữ ai là Phật tiên. Chừng nào tiếng sấm nổ ra, thời là lành dữ kẻ tiêu người con. Đó. Như vậy đó. Như vậy là bên 11 hồi cũng nói thêm đó. Ông nói từ đây tức hợi tới đây. Ông nói từ đây nè, kể từ đây rồi tức hợi rồi tới đây nữa. Ông nói Phật trời xây đổi đông tây khác mùa. Mà năm tức ở đây đó, năm dậu rồi đó, là năm 29, năm tức là năm 30, mà năm hợi là năm 31. Từ đây tức hợi tới đây, Phật trời xây đổi đông tây khác mùa. Nhưng mà ông nói Giáp Ất chưa biết tới chùa. Vậy đó, Giáp là bước qua như vậy là... như vậy là bước qua 32. Giáp Ất chưa biết tới chùa, mà mấy Bính Đinh thì mới biết chùa Đế Vương, Mồ Kỷ Tam Cõi Đăng Đàn, Canh Tân thì mới hiệp đàn phân câu Nhâm Quý Chư Phật Ta Bà. Vậy là Nhâm là Nhâm Dần, Quý là Quý Chư Phật Ta Bà, Dạng Dân Thiên Hạ Nhà Nhà Âm Lo. Vậy là Nhâm Dạng Dân Thiên Hạ Nhà Nhà Âm Lo. Như vậy đó, chỗ này Tứ Thánh mới nói á, mô tả đó, chó ai mà bỏ nhà quan, mà chó ở đây là muốn nói cái năm 30 đó, cái năm tức là năm chó đó, chó ai mà bỏ nhà quan mới thay phơi chết đói ngủ ngang sớm làng, rồi heo tôi đã đúng làm hàng, heo là 31 đó, hai cái năm này á, tức hợi đó. Heo tôi đã đúng làm hàng, cạo lông chia thịt mà gom tàn năm châu. Ông trở lại nói chuột nhỏ nào ổ quá sao. Chuột nhỏ là tất nhiên muốn nói chuột tháng rồi. Nãy giờ nói năm, bây giờ trở lại chuột nhỏ là muốn nói tháng rồi. Nằm hang ca hát ai đâu biết gì, mấy châu trâu vớt giỏi ai bị, chờ cho nước cạn bắt thì cài chơi. Mặt đình đúng buổi nghỉ ngơi, thượng quân Tết chiều mới đã gần. Chỗ này mới có dừng lợi, chưa có qua đời thượng quân. Cho nên thượng quân Tết chiều mới đã gần thôi, chứ chưa có qua đời thượng quân Thánh Đức. Bên Tam Hoàng Sơ cũng nói á, ai ơi chứ nói trâu khùng. Nó xảy ra ngay đầu tiên là 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, tháng giêng mắm muối bằng khô giữa giao thừa, tháng tư chú sáu dẫn cô về chùa, chú năm bợ đỡ nịnh lùa, nhà tôi hết gạo mà xách rùa đi xin, nhà tôi đất nước Việt Nam một nhà mà nó hết gạo, chỗ này thời tới đây là đói, hết gạo xách rùa đi xin, má ơi con má chết xình nó không ăn muối thú ịnh má ơi, rồi đây chỉ chính coi tôi quá lông quá cánh kéo lâu sớm làng, anh mười hung dữ nghiêng ngang để tôi quá lửa nước trà anh coi, chị coi tôi bắt con voi bắt con chuột lắc nó moi vết nhà, chị nào mặc áo lan xa, tất nhiên là
tới đây là Ngũ Long công chúa Trương Phùng, chị nào mặc áo lan xa là chị đây, cho tôi một vạt đẩy mà con leo con beo nó chạy sức quá sẽ ban hết. An lạc dân lại ma nghèo, mèo không bắt chuột, chuột trèo lên ăn con rắn mà nói con trăng, chửi dâu có chữa đẻ bằng chứ không. Tôi cùng nói chuyện mênh mông xin làng trên sớm chớ hờn giận tôi. Tôi điên thân dạy mồ côi không cha không mẹ, mồ côi một mình hát chơi ở chốn ba đình, ai kêu ai réo mặt tình ai ai. Xưa nay mày cuốc chồng phai, bây giờ mày bỏ tao cài ruộng ra, quân bay khua đũa đến nhau. Cơm tao tao giữ tao nào bỏ đâu, tôi tầm tao khỏi chồng dâu. Qua sông tao khỏi bắt đầu nữa chi, nước trong cá lội thấy gì. Cái thời bình này là nước trong là thời bình này, cá lội thấy gì là nó ra, nó lên dội ở ngoài biển Đông hết trơn, cát nước lên hết trơn, mình thấy rồi thấy gì, thấy gì, thấy sao hết trơn à. Nhà tao sẵn của tao thì ấm no, nhà đất nước Việt Nam này một nhà mà sẵn của là đất Phật giữ cái đất nước Việt Nam này tao thì ấm no. Ai khôn tao dạy đưa đò, chèo qua khúc vịnh tao hò hát chơi, hò Nam hò Bắc trời ơi. Chợ không người nhóm mà ruộng thời vô canh, ở đây tới đây đó, chợ không còn người nhóm mà ruộng thời vô canh là không có người canh tác, không có người còn làm ruộng nữa. Ai khôn ai dạy còn anh cha thời nó lú chú thời nó côn, mặt ai xây lũy đắp đồn, đố cha nào dám giật cùng Hà Tiên. Đố cha nào dám giật cùng Hà Tiên là cái cùng Hà đây là sông, chứ Tiên là trước, ở vùng sông trước là vùng sông Tiền, vùng Tân Châu chảy xuống là vùng sông Tiền đó. Không có nó không có qua được, nó không có lấy cái vùng đất thánh địa của Phật thầy ra, Đức Phật ra đời nó không có lấy được. Đố cha nào dám vượt cùng Hà Tiên, nó giỏi sao không vượt Cao Miên. Cậu năm ở trển mà chú lên hầu nào, năm nước ở trển mà lên hầu nào mà có năm nước ở trển. Cho nên cái bài Lũy Tam Châu đó, thầy có nói ở trển nó xuống đó. Ông nói Tam Châu hữu ngạn lũy nhỏ xa là khóc rồng. Tam Châu là ba cái châu, châu Đốc, châu Phú và châu Thành. Ba cái châu bên hữu là bên mặt, ngạn là trên bờ mặt, trên bờ châu Đốc chạy xuống là bên bờ mặt đó. Hữu ngạn lũy nhỏ xa là khóc rồng, thập bát chư bang động can qua, thập bát là 18 nước chư bang là các nước động can qua. Lê dân mảnh thú trừ tràn ác, lê dân là lê thứ của dân mình, mảnh thú trừ tràn ác. Mà lê thứ hậu lai khổ thiết tha, lê thứ là dân mình, hậu là sau, lai là trở lại. Mà khổ cái gì khổ đây? Ông nói miên nó dậy xuống nè, ông nói tần bang hậu hận tiên dữ động. Tần bang là nước miên, hậu là sau mình nó hận mình, tiên là nó đi đâu? Tiên dữ động, trong năm nước này mà nó đi đâu? Nam Quốc lương dân kiến linh xa, Nam Quốc là lê thứ của dân mình, chữ kiến là ngó thấy, linh xa mà xác chết, mà chết nhiều hơn ít như đây. Ông nói chết phòng qua đô hội lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Dư đảng là nhiều cái đảng ngang dọc lấy lần, chữ cấp là gấp rút, chữ ma ha là đại đạo. Thầy thúc giục chúng ta tu hành lẹ lẹ là gấp rút mới kịp với cái thời kỳ này. Qua những cái câu này như vậy à, thì bên Đức Thầy cũng nhắc đó. Thầy nói là khi xảy ra đó, ông nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, khùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt. Chữ tận là cùng diệt, là tiêu diệt ở thế gian này. Lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thượng hải, khắp lê thứ là biến di thượng hải, dùng phép màu mới lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng rõ hết trơn, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Đó là qua những cái lời của Đức Thầy cũng nhắc như vậy. Bây giờ tôi cũng nhắc thêm như vậy đó, là trong cái sấm truyền của Phật Thầy cũng nói dưới sông chẳng có vắng nào, hai bên ghe khích mà trong thời nối đuôi, vui sao như hội tầm dương, mãn xà cắt cổ mà nuốt người ngổn ngang, kẻ kêu người khóc nghe vang, ngạc ngư nuốt sống thế gian muôn trùng. Ngạc ngư, chữ ngạc là xấu, chữ ngư là cá, lặn cá xấu làm năm chèo đó. Hội thôi tiếng súng đùng đùng, gươm vàng khua lấy mà khác gì bắp rang. Còn thầy đứng chót Tây An, Phật thầy đứng Tây An, đứng trên chót cả kêu thần tướng rước con đem về. Ngày nay cả cụ dùng đìa hết cơn lưu lạc theo thầy mới con, ngày nay mới biết mới còn. Chọn đi lựa lại hao mòn còn ba, hết trong hết trời hết chờ hết dê tới khỉ giật giờ ba gia. Hết dê là 27, khỉ là 28. Năm dê với năm khỉ này là dữ dội lắm, vua ra đời luôn hai cái năm khỉ luôn. Hết dê tới khỉ mà giật giờ ba gia. Bá gia là mình hàng hà sa số người đa, cộng đi lựa lại quỷ ma rất nhiều. Tất nhiên thầy thanh lọc lại là người không có tu rất nhiều, mà quỷ ma rất nhiều. Thế gian chết biết bao nhiêu, ông nói thế gian là mình đây chết biết bao nhiêu. Lớp hao binh khí là vũ khí xuống móng, lớp nào quỷ vương kéo nhau đi cùng chặt đường, 72 đạo tranh vương chém đầu. Ngay trên núi cấm có lầu, có cờ có phướng, gọi mà chủ châu. Gồm nhau các sứ đâu đâu cùng là các đạo, lũi đầu riết theo đạo nào có giỏi mau theo, chủ châu phục quốc ầm ầm tẩy sang. Nhưng mà hậu xưa phải nhớ Tây An, thầy dặn hậu trước mà khoan khoan gắng chờ. Thấy con bé nhỏ còn khờ không cha vô chúa, giật giờ nắng mưa ráng tu đặng có lọc lừa, ngày sau sống sót đặng chừa nó ra.
tin được xuyên đừng tin tưởng đạo tà, thấy lên ngút ngắt vội mà tin theo. Ngày sau yêu thật hiểm nghèo. Như vậy là qua những sấm truyền cũng nhắc lại qua như vậy. Thì bây giờ tới chừng cuối cùng đó, cũng nổ 3 tiếng, mà trước khi nổ 3 tiếng này đó, thì ông ba ông cũng nói đó, ông nhắc lại trước khi nổ 3 tiếng cuối cùng này đó, ba đợt lận hồi nãy giờ tôi nói hai đợt, còn cái đợt cuối cùng này nổ thì bên mẫu chuyện mà thầy nói đất cháy lụng xuống ba tấc đó, trời đất. Nghĩa là như vậy là trước khi nổ đợt này đó, ông nói bây giờ như thể chim bao tam thinh thấy biển mà dàm nao rộng thình, hiền lương binh Phật độ mình, bảo tàng mất hết mà thả hình trôi sông, âm binh rao khắp trên không, ba đêm diệt trước mình mong cuối người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn, di là dời, sơn là núi, dời núi, đảo hải là lấp biển, thương người không tin, tới đời tam giáo hộ binh. Đây là tam giáo là Phật Thánh Tiên kèm với Lập Thành đó, là cuối cùng ba tiếng sấm nổ đó. Nhưng mà bên sấm truyền của Phật Thầy, bên ông ba trong Kim Cổ Kỳ Quan, ông nói đó, nổ ba tiếng cuối cùng đó, tôi chi vào cái tháng 7 mà ông nói, ông ba ông mô tả thế này nè, ông nói còn qua tháng 6 hiểm nghèo, qua tháng 6 đây là tháng 7, ba tiếng cuối cùng. Ông dùng cái chữ còn đầu tiên, đã có nổ hai đợt rồi, còn cái đợt cuối cùng ông nói, còn qua tháng 6 hiểm nghèo, bùng bùng ba tiếng lỡ mà thành trong, xà toán ra tới Vĩnh Ông, đưa ra tới láng 7 thưa ông tà, thấy thôi ngốc mặt say là, thấy sọ người rớt khác nào mu, thấy nằm sắp lớp rồi bu sùng sụt rồi đánh ầm ầm, thấy ê máu người chảy xuống, thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm, máu tràn lên láng 7 thưa. Cái dùng 7 thưa là cái dùng của Đức Cố và Phật Thầy Tây An đó, rồi rối chấm pháp khác nào già nhượm thấy mà quảng kinh. Đây là ba tiếng cuối cùng như vậy, mà tôi nghĩ rằng ba tiếng cuối cùng này đó là cuối thân qua dậu đó, là tới dậu là bắt đầu tới cái tháng 8 của năm kỷ dậu năm 29 đó, là tháng 8 là tháng quý dậu đó. Ông nói quý dậu có Phật ta bà và dạng dân thiên hạ nhà nhà ấm no, rồi quý dậu chư Phật ta bà thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Vậy thì Đức Phật cũng Đức Thầy ra đời trong tất cả kinh sấm á, tất cả kinh sấm như vậy đó, Đức Thầy cũng khuyến tấn coi mình niệm Phật, ráng cố gắng tu hành, chuyên lo niệm Phật để sửa mình cho trơn, lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không khiếm quán hờn cũng không, đờn tây rồi lại đờn đông, khắp trong bá tánh gặp xong quên nguồn, phàm trần như chỉ dối cuồng mà còn sai đắm theo tuồng lẫn đơ. Đó là qua những cái câu môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, hay là nam mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh chưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm thành thử coi, trì tâm thì quá toi, bây giờ dùng thử mày coi lẽ nào, rạch tim đem để nói rào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sau đến việc đã tơi rồi tu sao kịp thì mới cho thành. Thì qua những cái lời đó, thầy cũng thúc giục niệm Phật, mà thầy cũng thúc giục là gấp rút lắm rồi, cái giờ cuối cùng này thầy thúc giục về thiên cơ luôn, niệm Phật đó. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi dáng chấp, cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Đó là qua những cái lời thầy đã khuyến tấn nhiều chỗ, nhiều nơi ra pháp môn tịnh độ, là mình có ráng cố gắng để thực thi, để hành trì cái pháp môn tịnh độ là dễ tu, dễ đắc, dễ hành nhất. Nhưng vậy đó, tới đây rồi tôi cũng xin tạm dừng, mà trước khi dứt lời đó, tôi cũng cầu nguyện với ơn trên mười phương chư Phật và quay linh của tổ thầy từ bi gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm viên thành và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn, được diện kiến Đức Phật Đức Thầy trở gót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật Đức Thầy.